nhà xem em nó như thế nào, nhìn được không, đẹp không? Nó thì nhìn thấy cũng thấy hay hay đó nha, thấy hay hay ha đó nhà thấy. Rồi thì Future phiên bản này phiên bản cũ nha, phiên bản cũ nó có cái phuộc màu bạc, ha, phuộc màu bạc với lốc máy màu bạc luôn đó. Rồi rồi thì có nhà thích thì cứ liên hệ ha, cứ liên hệ số điện thoại cửa hàng. Rồi xin chào cả nhà nhé, xin chào cả nhà đến với kênh YouTube Võ Thanh Hiền TV của mình nha. Hôm nay xin mời cả nhà theo mình đến cửa hàng xe máy Honda Thu Vân ha, thì địa chỉ ở số 2 đường Hồ Xuân Hương, phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp ha. Rồi rồi hôm nay mình đến mình quay cái dòng Future phiên bản 2023 này cả nhà, thì em nó bây giờ hàng cũng hơi bị hiếm ha, hiếm rồi thì còn ít lắm, hôm quay mình chia sẻ để cái nhà mình cùng tham khảo ha. Thì đây em nó màu trắng nha, màu trắng đen trắng bóng nha cả nhà, nó đây em nó màu trắng rất là đẹp. Rồi thì cái màu trắng Future màu trắng ấy, thì kết hợp với yên màu đen thì xe mình rất là đẹp ha, nguyên cái tông màu đen luôn nè, yên màu đen tới ốp bửng màu đen, lườn ốp đầu màu đen luôn ha, nó đây. Rồi xe rất là đẹp, thì qua tháng này thì Future xe đồ rất là ít cả nhà, Honda về rất là ít ha, thì duy nhất em này còn có một em đây. Quay xe cho cả nhà xem. Nó cản thì em nó cản màu màu bạc ha, màu bạc. Thì phiên bản 2023 thì cái lốc máy nó màu màu bạc đó cả nhà. Màu bạc ha, nâu nâu. Đó, xám xám vậy đó, màu xám á. Rồi. Thì đây em nó đây. Thì dàn đầu em nó nè, dàn đầu thì màu đen. Mặt nạ thì màu trắng, mặt nạ thì màu trắng ha. Rồi. Thì hôm nay mình chia sẻ lâu quá, trước giờ mình chưa có quay em màu trắng phiên bản 2023, hôm nay mình quay lại cho cả nhà xem. Thì em nói là có dàn mâm 5 cây heo dầu màu bạc Nissin. Đó. Đây, đầu bò em nói đây. Thì mình nhìn đi nhìn lại chiếc Future màu trắng nó rất là đẹp cả nhà. Chưa bao giờ là hết hết hot ha. Nó đẹp lắm. Nó sạch sẽ. Trắng này trắng bóng. Đó. Thì để xem lại cái nhãn năng lượng, nhãn năng lượng 1.54, 1.54 tức là 1 lít 504 ha, nó rồi thì em nó là có cái chữ FI nè, BGM FI ha, đó phuộc màu bạc luôn đó. Thì màu trắng kết hợp với màu đen thì quá trời tuyệt vời cả nha. Nè, màu đen ha, trắng đen, tông sạc tông luôn, trắng đen tuyệt vời, chìa phá hai chìa đó. Đó thì mặt đồng hồ này cả nha, đồng hồ rất là gọn gàng ha, rất là gọn gàng giống như quay Thái 2022 á, thắng bớm kêu rắc rắc rất là ok luôn. Rồi để mình dỡ cái cốp cho cả nhà xem ha. Nó đây cốp em nó nè. Thì phiên bản 2022 thì nó còn cái ống thun cả nhà, ống thun ở trên bình xăng ha, cái ống hơi. Phiên bản 2020 xin lỗi, phiên bản này là 2023 nha cả nhà. Còn 2024 bây giờ thì ống hơi đã loại bỏ trên này vậy ha. Nó đây bình xăng cốp thì rất là rộng nha cả nhà. Cốp của Future thì cái nhà cũng biết rồi ha, rất là rộng rãi để được rất là nhiều đồ đó. Thì với một em 30 mấy triệu thì có cái cốp như thế này, một chiếc xe số thì có cái cốp là quá trời ok rồi.
Ngày xưa cả nhà biết Future mẫu của mình á, cớp rộng như vậy nè. Ủa cái mình nó to như thế này nè, nhưng mà nó không có cớp ha. Sau này hãng đã làm cái cớp rất là tiện lợi, nên người dân của mình rất là thích cái dòng Future này ha. Tuy rằng máy móc nó thì nó hơi kém chất lượng một tí, thì nhiều cả nhà bình luận đó, máy móc thì kém, nhưng mà ăn thua mình xài kỹ kỹ chút thì cũng không đến đổi ha. Của bền thì tại người, nhưng mà em nó thì rất là liền, dáng vẻ rất là đẹp từ trong ra ngoài, từ trước ra sau ha. Đó rồi đây nè, lốc máy của em Future 2023 này cả nhà thấy như thế nào? Em nó có màu bạc nha cả nhà, màu bạc bóng ha. Còn phiên bản mới 2024 bây giờ thì cái lốc nó, cho cả nhà xem ha. Đây 2024 giờ thì lốc nó màu đen nữa nha, màu đen nhám ha, màu đen nhám nó. Rồi từ trước tới giờ cả nhà biết Future này, Future LED này ra một cái ha, là cả nhà đi mua ha, về nhà đi mua, nên em nó từ trước tới giờ giá cũng vậy ha, cũng còn hot y như thường nha cả nhà. Thậm chí hiện tại bây giờ giá còn cao hơn nữa cả nhà đó, còn cao hơn nữa ha. Lúc trước ba mấy á, bây giờ là gần 40 hết trơn rồi đó. Tại vì cả nhà biết tháng này là xe nó không có về với cả nhà, nên mà ai mà cửa hàng nào còn xe thì bán rất là ngon ha, bán rất là ngon đó. Rồi thì mình review chia sẻ, có sao thì mình chia sẻ vậy ha, để cả nhà mình cùng tham khảo nha, cùng tham khảo đó. Rồi thì cả nhà chưa đăng ký kênh đó, thì cho mình xin một cái đăng ký kênh nha, cho xin một like nếu vui vẻ hữu ích, cả nhà chia sẻ mọi người cùng xem ha. Đó, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đó. Thì cái cạc tè của em nói nè, cái bọc sơn cũng màu bạc luôn ha, nó giống như cái màu lốc máy đó cả nhà, nhìn rất là đẹp. Thì cả nhà biết cái màu bóng á, cái màu bóng là mình rất dễ vệ sinh ha, dễ vệ sinh cạc tè đồ, dễ vệ sinh đó. Ok rồi, thì bây giờ mình xin vô chia sẻ cho nhà cái giá tham khảo nha, cái giá tham khảo thôi chứ mình không có báo chính xác được, thì cả nhà thông cảm nha. Đó rồi, thì cả nhà biết cái giá của em nó là hiện tại bây giờ rất là hot nha cả nhà, tại vì hàng dạo này ít hàng quá, hàng không có về nữa, nên Honda cái giá nó đẩy lên ha. Thì đó, cả nhà mình làm clip thì mình cũng nói rồi đó, khi nào mà cả nhà biết xe mà nó hot cái giá đẩy lên ha, nên cái giá nó dao động là chỗ đó đó nha cả nhà ha. Thì hàng mà còn bán không được á, bán chậm á, thì cái giá nó đứng nó về thấp xuống một chút, còn giá mà cao á là hàng nó hút nha cả nhà đó, nên cái giá nó dao động, mình không báo chính xác được là chỗ đó đó ha, là thời điểm này nè đó. Thì mình báo chiếc xe này á, là cả nhà biết hơi cao ha, mà mình làm review đó, thì mình chia sẻ cái giá để cả nhà mình cùng tham khảo nè ha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều, bắt đầu mình xin vô cái giá nha. Thì cái giá của em Future màu trắng phiên bản 2023 này, hiện tại tại cái cửa hàng xe máy Thu Vân, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp ha, thì em nó có giá là dao động nha cả nhà, dao động ha, khoảng nha, dao động khoảng từ 39 tới 41 nha cả nhà. Đó thì trong kho còn có một em mẫu đó, là cả nhà cũng biết rồi ha. Rồi thì cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Thì cả nhà cứ thích video thì để lại comment bình luận ha. Rồi thì cho mình xin một cái đăng ký đi, rồi mình có xe gì mới mình chia sẻ với mọi người cùng xem ha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, bye bye cả nhà nhá. Bye bye. Cái mặt nạ màu trắng, cái mặt nạ màu trắng với cái cánh bẩn ha, cái cánh bẩn nè, màu trắng luôn. Đó. Đây có sự đổi mới ha, để sự đổi mới cho cả nhà mình có sự lựa chọn ha. Đó, cả nhà thấy như thế nào? Hai cánh bẩn hai bên màu trắng đó ha. Giống chỗ hai cái mang cá cả nhà. Đó ha. Rồi. Thì đây là phiên bản 2023 ha, màu xanh. Đó.
Thì cả nhà thấy hai cái cánh bửng này rất là đẹp ha. Màu xanh, xanh kết hợp với màu trắng là xanh trắng. Đó. Thì giống giống như mà vừa chờ á, phối hợp giống giống như cái kiểu mà Quy Thái cả nhà. Quy Thái phiên bản 2024 bây giờ á, thì hay phối lại cái cánh bửng ha, cánh bửng. Đó. Cánh bửng. Cái màu nó lạ lạ ha. Đó, đây là màu trắng nè. Xanh trắng để quay xa cả nhà xem. Để quay một vòng cho cả nhà xem. Ừ. Thì cái phía ở trước ha, từ cánh bửng tới cái mặt nạ thì thay đổi màu trắng ha, còn phía sau thì y chang vậy cả nhà, y cũ ha. Đó. Rồi.